Không uống là không nể. Sắp đến ngày mừng thọ 70 của ba, anh muốn mua cho ba chai rượu đế vương. Tại sao phải là rượu đế vương? Anh mua thứ khác cũng được mà. Với lại rượu đế đắt lắm, giá lại leo thang từng ngày. Ừ, anh cũng biết thế. Nhưng em có nhớ ở lễ mừng thọ của ba lần trước không? Nhân dịp ba tròn 65 tuổi, con xin kính chúc ba luôn khỏe mạnh, làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho con cháu. Cảm ơn con. Hôm nay có mặt đông đủ con cháu, các cô, các bác, bà con hàng xóm láng giềng thế này, ba vui lắm. Cạn ly. Rượu ngon, rượu ngon. Rượu này đã là gì đâu ba? Ba đã nghe nói tới loại rượu đế vương danh tiếng chưa? Mừng thọ lần sau, con sẽ tặng ba một chai đế vương để ba thưởng thức. Thôi thôi, ba có cần gì thứ hảo hạng đắt đỏ ấy chứ? Ấy, tấm lòng của con, ông cứ nhận cho con cháu nó vui chứ. Anh Nam đã hứa rồi nhé. Chúng tôi làm chứng đây. Dạ, chắc chắn là thế. Anh đã hứa như vậy mà không thực hiện được thì mất mặt lắm. Nhưng chai rượu có giá cả ngàn đô như thế, anh có bỏ cả tháng lương ra cũng không mua nổi. Hay là... Em cứ cảm thấy có chút gì đó không ổn. Nhỡ mọi người nhận ra thì sao? Không sao đâu em à. Hiện giờ liệu có mấy người được uống đế vương chính hiệu? Không ai nhận ra đâu, yên tâm. Dạ thưa ba, hôm nay là ngày lễ mừng thọ ba, vợ chồng con có chút quà. Anh chị cứ bày vẽ. Chỉ là chút quà mọn thôi à, ba cầm cho vợ chồng con vui. Có phải là rượu đế vương không anh Nam ơi? Dạ. Ông Thành cho chúng tôi xem chai rượu đế vương nào, chúng tôi chưa được thấy bao giờ. Nhất ông Thành rồi. Nghe nói tận mười mấy triệu một chai cơ đấy. Nhìn kìa, vỏ chai cũng thật đẹp. Cho tôi cầm một chút được không? Nhìn thì cũng giống, nhưng hình như không phải. Sao lại không phải? Cái ông này rõ thật, rượu mừng thọ ba, giả làm sao được. À, vâng, bác ơi, bác xem lại xem. Giá là giá thế nào? Các bác xem đây này. Các bác thấy không? Đây là rượu thật, nước rượu ống ánh, tâm đều, mịn thế này cơ mà. Đây là rượu thật rồi. Bác ấy sành rượu thế, bác ấy biết chứ. Cảm ơn bác. Thế là lễ mừng thọ ba thành công tốt đẹp. Ơ, mà ba đâu nhỉ? Anh đường xa tới chơi, sao không ở chơi với tôi mấy hôm lại về sớm vậy? Tôi thấy ông bạn khỏe là được rồi, tôi còn nhiều việc ở nhà. À mà, tôi có việc này thắc mắc. Chuyện gì vậy hả ông? Chuyện về chai rượu đế con trai ông tặng ấy. Ông cũng nhận ra sao? Sao lại không? Trước đây chẳng phải tôi với ông đã từng được thưởng thức một chai rượu đế sao? Thằng con ông cũng thật là... Ông biết vậy thôi, đừng có nói cho ai biết chuyện này. Tôi hiểu cái khó của vợ chồng nó, chung quy lại là cũng vì chúng nó sợ tôi buồn ông à. Rượu giả nhưng tình thật là được. Tí Tồ ơi, về thôi con. La 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 la. Tí Tồ xem này, mẹ bắt cho con một sâu châu chấu. Tí về mẹ rang cho con ăn nha. Tí Tồ thích không nào? Thích lắm ạ, thích lắm ạ. Tí Tồ có thấy ba mẹ thương con không nào? Con biết ba mẹ thương con. Sau này lớn lên con cũng sẽ thương ba mẹ.
Mẹ à, con vẫn khỏe. Dạo này con bận không về được đâu. Thôi con đang làm việc, xong việc con gọi cho ba mẹ nha. Tôi muốn gửi tiền về cho ba mẹ tôi. Anh vui lòng điền thông tin vào đây nhé. Gửi tiền cho ba mẹ là được rồi. Bận rộn thế này về làm sao được. Em đẹp lắm. Anh nói thật chứ? Thật, trong mắt anh không có người phụ nữ thứ hai nào đẹp như em cả. Ai vậy anh? Sao anh không trả lời điện thoại? Không sao đâu, anh sẽ gọi lại sau. Cậu có biết tổng thiệt hại cậu gây ra cho công ty lớn tới mức nào không hả? Em xin lỗi sếp. Cậu thiết kế một cái nhà mà không có bể nước rồi đứng đấy mà xin lỗi hả? Cậu sẽ phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ chuyện này và gửi đơn nghỉ việc cho tôi càng sớm càng tốt. Em à, anh đang buồn quá. Em ở đâu sao chưa tới với anh? Không, em không tới được đâu. Sao thế? Em bận à? Không phải, anh đừng trách em. Em không đủ dũng khí để sống cùng một người tay trắng thất nghiệp như anh. Chào anh. Mình đã mất trắng thật rồi. Biết làm sao bây giờ? Trời ơi là trời. Cậu đã chậm tiền nhà 2 tháng nay rồi. Cậu mau thu dọn hành lý ra khỏi đây đi. Cô thông cảm cho cháu. Tôi thông cảm cho cậu. Rồi ai thông cảm cho tôi đây? Cháu xin lỗi. Thôi không phải nói nhiều nữa. Ra khỏi nhà tôi ngay đi. Cô ơi. À. Ba mẹ gọi điện mãi. Không thấy con nghe máy, nên lên đây xem sao. Con bị mất việc rồi. Con xin lỗi ba mẹ. Con không thể gửi tiền cho ba mẹ nữa. Sao con lại nói như vậy? Đối với ba mẹ, không có gì quý hơn việc con được khỏe mạnh và sống vui vẻ. Con gặp khó khăn, sao không nói cho ba mẹ biết? Dạ, tại con nghĩ ba mẹ cũng không dư giả gì để giúp con. Đây là toàn bộ số tiền mà bao năm qua con gửi về cho ba mẹ. Con cầm lấy mà lo công chuyện. Không được đâu mẹ ạ. Con cứ cầm lấy, ba mẹ cũng chẳng dùng đến nó. Thất bại thì phải làm lại. Và hãy nhớ rằng, lúc nào ba mẹ cũng ở bên con. Con cảm ơn ba mẹ. Con có lỗi với ba mẹ nhiều lắm. Người họa sĩ chân chính. Còn 1 tháng nữa là đến ngày tuyển tranh cho triển lãm khoảnh khắc đó. Không biết tranh của ai sẽ được chọn. Tớ nghe nói triển lãm đợt này quy mô lớn lắm. Tranh của ai được chọn sẽ có cơ hội bán đấu giá tại nước ngoài. Một cơ hội tuyệt vời cho sinh viên bọn mình. Nhưng để có tranh được treo triển lãm đâu có dễ. Mà Tuấn với Nhi đâu nhỉ? Hai cậu ấy không vẽ lại đi đâu rồi? Năm ngoái Tuấn có tranh được chọn. Không biết năm nay lịch sử có lặp lại không? Năm nay tớ thấy Nhi có nhiều tranh rất xuất sắc. Cậu ấy là một đối thủ nặng ký đấy. Mà cả hai cậu ấy đều không đi thực tế hôm nay. Lạ thật. Năm trước mình đã có tranh được dự triển lãm. Năm nay mình không thể thua được. Ông chủ, ông hãy bán cho tôi loại nguyên liệu làm tranh tốt nhất hiện nay. Tôi muốn làm ra một tác phẩm đẹp nhất để dự triển lãm. Cậu làm tranh sơn mài mã vàng đi.
Tôi sẽ cung cấp cho cậu nguyên liệu tốt nhất. Mạ vàng. Phải rồi, lớp mình chẳng có ai có điều kiện làm tranh sơn mài. Chắc chắn mình sẽ có bức tranh nổi bật nhất, lộng lẫy nhất. Này cậu. Dạ. Cậu mà dùng sơn mài mạ vàng, bảo đảm tranh của cậu sẽ tuyệt đẹp. Được. Vậy ông bán cho tôi thêm một khung tranh đẹp nhất nữa nhé. Ở đây toàn là nguyên liệu quý loại một đấy. Những thứ này mà lên tranh thì chỉ có nhất thôi. Cảm ơn em. Dạ không có gì ạ. Cậu định đem bức này đi dự triển lãm à? Ừ. Cậu thấy thế nào? Bức này cả bố cục, màu sắc, thần thái rất tốt. Chỉ có điều, vẽ bằng giấy báo thì có vẻ hơi lạc mốt đó. Tớ lại nghĩ khác. Tớ chọn giấy báo cũ để kể một câu chuyện mới. Wow, tranh của Tuấn lộng lẫy quá. Ồ, bức này đẹp quá. Tinh thần tranh rất tự nhiên. Rất có hồn, màu sắc và bố cục quá đẹp. Đơn giản mà đẹp nhỉ. Ồ, chỉ là một bức chân dung, có gì đáng nói đâu. Đây là hai tác phẩm nổi trội hơn trong số 30 tranh của lớp gửi dự triển lãm. Tuy nhiên, chỉ có một bức được ban giám khảo tuyển chọn cho triển lãm khoảnh khắc. Chúc mừng Nhi. Tranh của em được chọn. Tuyệt quá. Chúc mừng Nhi. Không thể nào. Không thể tin được. Đó chỉ là bức vẽ màu bột trên giấy báo rẻ tiền. Không thể nào. Thưa thầy. Có chuyện gì vậy? Em không tin là bức tranh giá trị thế này lại không được chọn. Tại sao ban giám khảo lại chọn bức tranh rẻ tiền kia? Theo em, giá trị của bức tranh là ở đâu? Bức tranh của em đã giác vàng. Nguyên liệu làm nên bức này thật sự rất đắt đấy ạ. Chỉ nguyên liệu không làm nên giá trị của bức tranh. Em có thể coi vàng rất giá trị, nhưng người họa sĩ thực thụ sẽ coi tờ giấy báo cũ giá trị y như vàng và thỏa sức sáng tạo. Trong số rất nhiều tranh, chỉ có Nhi chọn vẽ trên chất liệu cũ, nhưng cách thể hiện rất mới lạ, độc đáo, riêng biệt, đầy xúc cảm. Còn bức tranh của em, vì quá quan trọng nguyên liệu và kỹ thuật mà quên cái hồn viết của nó. Em hãy nhớ, người họa sĩ chân chính là người biết biến những tờ giấy bỏ đi thành tác phẩm nghệ thuật và không để vẻ hào nhoáng bề ngoài đánh gục sự sáng tạo của mình. Chuyện rùa và thỏ. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? À, mẹ đây rồi. Sao mẹ vào rừng sớm thế ạ? Mẹ phải đi sớm mới kiếm được nhiều đồ ăn chứ. Mà năm nay con cũng lớn rồi đấy. Từ mai mẹ sẽ dạy con vào rừng hái nấm, tìm rau củ nhé. Bây giờ mẹ sẽ kể cho con nghe về truyền thống gia đình thỏ chúng ta và dạy cho con những bài học cơ bản để phân biệt rau củ. Con phải nhớ cho kỹ nha. Vâng ạ. Đó, nói chung loài thỏ chúng ta được muôn thú yêu quý lắm. Con phải học hỏi và nối tiếp truyền thống gia đình đó nghe không? Duy có một chuyện không được vẻ vang cho lắm. Ngày xưa cụ thỏ nhà ta đã thua cụ rùa trong một cuộc thi chạy. Thua không phải một lần mà những hai lần cơ. Chúng ta sao có thể thua con rùa chậm chạp ấy được chứ mẹ? Con nhìn thấy nó bò rồi mẹ ạ. À, nó bò cả ngày trời mà không bằng con sải mấy bước chân đâu. Đấy đấy, cũng chính tư tưởng chủ quan như thế mà ta thua đấy con à. Nhưng mà thua những hai lần là sao hả mẹ? Lần đầu ta thua rùa vì quá khinh thường rùa chậm chạp. Ta vừa chạy vừa rong chơi, thậm chí ngủ. Còn lần thứ hai,
lần này còn xấu hổ hơn. Ta thua rùa vẫn vì quá chủ quan, khinh địch, rậm khuôn, không lường trước được con đường đua có một dòng sông. Trong khi đó, loài rùa thì lại không ngừng tiến thủ. Họ biết thay đổi cho cuộc chơi phù hợp với khả năng của họ. Mẹ, con đã hiểu rồi. Con nhất định sẽ chứng minh cho muôn loài thấy chuyện thỏ thua rùa chỉ là dĩ vãng thôi. Ồ, vậy thì con hãy làm đi. Mẹ rất hy vọng ở con. Đích chính là cây cổ thụ đằng kia. Ai đó đến trước sẽ là người chiến thắng. Bắt đầu. Để xem nó thắng bằng cách nào khi mình đã nắm được bí quyết chiến thắng. Kiên nhẫn hả? Sở trường là bơi lội hả? Ta đây biết hết cả rồi. Để xem. Xem nhà vô địch kìa. Ăn mai mãi sao được hả bạn rùa? Thế rốt cuộc anh có nhận lời chạy đua với tôi thêm một lần nữa không? Vẫn chưa phục hả cậu rùa? Mấy ngày mà đã luyện được công phu mới rồi sao? Được, đua thì đua. Vậy thì điểm xuất phát là ở bìa rừng, và vạch đích sẽ là bụi cây dưới chân đồi sim. Anh đi xem trước đường đua đi, rồi trả lời tôi nhé. Con rùa này có mô mô gì chăng? Sao? Lại có mấy con sông trên đường đó chứ gì? Đúng là có sông, nhưng vẫn có đường chạy bộ. Anh có thể tự đi tìm hiểu mà. Anh có dám thi không? Được, thi. Anh khẳng định là có đường chạy bộ rồi đấy nha. Tôi chắc chắn. Vậy anh nhận lời thi bất chấp mọi hoàn cảnh chứ? Chắc. Có đường bộ chạy thì anh có thắng tôi đằng trời. Thi luôn. Không phải nói nhiều mất thời gian. Phải nhanh chóng khẳng định cho muôn loài biết. Rùa thắng thỏ chỉ là hy hữu mà thôi. Loài thỏ chúng tôi mới là vô địch đường đua. Vậy tôi sẽ lại nhờ anh khỉ làm trọng tài. Ngày mai dù thế nào đi nữa, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc đua. Mưa lũ, nước ngập hết rồi, có biết bơi đâu mà đòi đi thi hả? Mẹ kệ con đi, con nhất định không thể thua con rùa ấy được. Sao lại thế này? Anh đến muộn thế. Hôm trước chính anh đã nhận lời chạy đua với anh rùa bất chấp mọi hoàn cảnh còn gì. Mà tôi cũng lấy làm lạ. Từ đầu tuần chúng ta đã được dự báo sẽ có mưa lũ lớn rồi mà. Lần nào mưa mà con đường này chả ngập nước. Tôi tưởng anh đã tìm cách vượt lũ nên mới nhận lời thách đấu của anh ta chứ. Cái gì? Anh rùa chiến thắng. Chiến thắng. Thua. Lại thua. Đúng là số trời rồi mà. Chẳng phải số trời gì đâu anh thỏ à. Ngày xưa cụ thỏ thua cụ rùa vì quá kiêu căng chủ quan. Đến nay anh tiếp tục thua vẫn vì mấy lẽ đó mà thôi. Kiêu căng chính là nguyên nhân muôn thở của sự thất bại mà. Chiếc hộp bút. Sao trống đánh 10 phút rồi mà vẫn chưa thấy thằng Dũng ra nhỉ? Chắc cô giáo còn đang dặn dò em vội gì. À, kia rồi. Chào ba mẹ. Sao hôm nay ra muộn thế? Con bị cô giáo phạt hay sao mà mặt xị ra thế? Kìa em, con nó vừa học xong, chắc mệt nên thế, em cứ nặng lời vậy. Sao mẹ hỏi không trả lời? Tí về, mẹ mua cái hộp bút khác cho con nhé. Sao? Lại hỏng à? Hộp bút hôm qua mẹ vừa mua cơ mà. Không ạ, vừa nãy con làm hỏng hộp bút của bạn Hùng. Con đưa hộp bút của con cho bạn ấy rồi. Trời ạ, cái hộp bút mẹ mới mua cho con là hộp bút ngoại đấy, đắt lắm. Cái thằng Hùng lớp con, mẹ còn lạ gì. Nhà nó nghèo rớt, hộp bút của nó cũng chỉ là hộp bút điểu thôi. Nó khôn lỗi mới bắt đền hộp bút của con cho nó đấy. Kìa em, sao lại nói với con như thế? Nó làm hỏng hộp bút của bạn, đền là đúng rồi, em thật là. Nhưng cái hộp bút ấy đắt tiền lắm, đền sao được. Đi, vào đây, phải đòi lại cái hộp bút ấy nghe chưa. Hùng ơi, con chờ mẹ lâu không? Không ạ. Mẹ ơi, con có hộp bút đẹp chưa?
ở đâu đấy con? Hôm nay bạn Dũng làm méo hộp bút của con nên bạn ấy đền cho con hộp bút của bạn ấy. Đâu? Có thấy thằng Hùng đâu không? Cái kìa mẹ, cả mẹ bạn ấy nữa. Tốt quá, có mẹ nó ở đây. Nhân tiện bảo mẹ nó dạy lại nó. Nghèo thì chịu, còn ham của nhà giàu. Đi, khoan đã. Sao bạn Dũng lại làm méo hộp bút của con? Con để trên bàn, chẳng may bạn Dũng chạy qua, ngã vào nên hộp bị méo mẹ ạ. Thế là bạn chẳng may thôi, bạn không cố tình làm thế, con không nên lấy hộp bút mới của bạn. Ngày mai, con lên mang hộp bút trả lại cho bạn nha. Nhưng chiếc hộp bút này đẹp và còn rất mới. Từ trước tới nay, con chưa bao giờ có cái hộp bút xịn như thế này cả. Như thế con càng không nên lấy của bạn. Chắc hộp bút bạn mới mua, còn hộp bút của con thì đã cũ rồi. Nếu con học giỏi, mẹ sẽ thưởng cho con được không? Thật không mẹ? Quang hô mẹ. Mẹ ơi, có đòi hộp bút nữa không mẹ? Em thấy chưa, đâu phải ai cũng như em nghĩ đâu. Em... bạn Dũng kìa mẹ. Mẹ ơi, đây là bạn Dũng, cả bố mẹ bạn ấy nữa. Cháu chào hai chào bác anh ạ. Chị. Vâng, chào chị. Chị cũng đến đón cháu à? May quá, gặp anh chị ở đây. Kìa con, mau trả lại hộp bút cho bạn đi. Trả hộp bút cho cậu này, mẹ tới nói như thế là không tốt. Thôi, chào anh chị nhé. Tôi đưa cháu về kẻo muộn. Vâng, chào chị. Nghèo mà bày đặt sĩ diện. Em thật là, người ta không trả thì em chửi, giờ trả thì em lại bảo sĩ diện. Như thế nào mới vừa lòng em chứ? Sao anh lại to tiếng với em thế? Lại còn không à, người ta nghèo thật, nhưng biết cách dạy dỗ con cái. Còn em thì sao? Thằng Dũng còn nhỏ, nó nên được học những điều tốt đẹp chứ không phải những thứ mà em nói. Anh sợ em sẽ làm hư con mất, em nên xem lại cách dạy con của mình đi. Kìa. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!